rau câu trứng tứ quả, dành cho người miệng muốn ăn mặn mà tâm ăn chay, da heo luộc sơ qua, sắt thành que dài vừa mồm, cho tứ vị vào hầm 20 phút. Trứng gà khoét lỗ, lấy phần vỏ đựng, dùng phễu đổ hỗn hợp đã hầm, cho thêm bột rau câu vào, thành phẩm không thể nào tươi mát hơn nữa.